test nhẹ cho anh em tham khảo con Adventure ha, làm máy cho nó vui, full cam sân nồi Umai ha. Đó, nhẹ nhàng cho anh em để cho anh em Adventure 35 có mình làm cái máy đi phượt Tết nha. Con này em làm là cái máy full cho nó vui ha. Đó, ru nhẹ nhàng luôn. Đó, cho anh em máy nè, máy làm bao lực bao êm nha. Đó, nổ gan thì rất sướng nha. À, liệt kê đồ để cho anh em tham khảo luôn. Con này là em đi là full cam sân nồi Umai nha. Đó. À, nguyên cái bộ dàn máy làm chạy máy thay dây nạp đại nàng Nhật nha. Đó, riêng cái dàn nồi của nồi nồi Thái thay cặp nhôm nồi bố sắt rồi sau phun Thái nha. À, lên lồng cho 50 zin nha. Đó, đầu làm cho con phun là bố sắt mới nha. À, xin cam để Thái. À, riêng phần cam làm đi cam Uma nha, cam Uma Racing ha. Đó cho anh em ha. Rồi, phần cái bộ dàn ở sau mình xăng á là em làm cho xe combo là lọc gió tăng tốc nha. Ok cho anh em luôn. Đó, phun có bình cam xăng nồi và làm máy cho 50 ha. Test nhẹ lực máy để cho anh em thằng máy làm bao lực bao em nha. Dít là có. Quá sướng nha. Phun máy cho 50 ha. Anh em mà muốn làm máy nè, phun cam sân nồi thì ghé bên độ xe Nam, bên em thì có nhận làm phun sân nồi, phun cam bô sân lửa nha. Rồi, em chào anh em. Test nhẹ cho anh em tham khảo con Adventure ha, làm máy cho nó vui, phun cam sân nồi Umai nha. Đó, nhẹ nhàng cho anh em để cho anh em đi chơi Tết nha. Đó, kéo nhẹ vòng để cho anh em tham khảo được máy luôn. Máy em làm là bao lực bao em nha. Dít là lên ha. Đó, phun máy Adventure 35 lên cho 50 đi phun cam Umai Racing nha. Quá đã ha. Rồi, kéo đường về cho anh em tham khảo nè. Adventure 35 em làm ha, quá sướng nha. Đó, kéo nhẹ lên thôi. Đó, anh em tha hồ mà chạy đi chơi Tết nha, em mạnh bền ha. Đó, em làm xong em sẽ test thử cho anh em nè, test thử chạy thử cho anh em luôn. Đó, bao ok. Đó, máy móc là ok luôn ha, chạy là bao đâm nha. Đó, quá sướng. Anh em ad muốn làm máy thì ghé em ha, bên em chuyên làm máy ad nha. Rồi, cảm ơn chạy xe tơ rất nhiều.